Thưa quý vị, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý hiếm, có giá trị dược liệu cao với nhiều công dụng hỗ trợ, nâng cao sức khỏe của con người. Vì vậy, có rất nhiều người đã tìm mua các sản phẩm đông trùng hạ thảo về sử dụng. Vậy khi dùng đông trùng hạ thảo thì người tiêu dùng cần lưu ý những điều gì? Lựa chọn mua sản phẩm ở đâu để đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Đông trùng hạ thảo là một loài nấm dược liệu quý hiếm, có quá trình phát triển đặc biệt. Mùa đông thì ký sinh trong cơ thể sâu nhộng, vào mùa hè sau khi đã dùng hết dưỡng chất trong cơ thể sâu nhộng thì mọc lên thành nấm thực vật. Trong quá trình nuôi cấy, đông trùng hạ thảo được tích tụ đầy đủ những chất dinh dưỡng, vì vậy có tác dụng giúp con người tăng sức đề kháng và phục hồi sau bệnh. Đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều hoạt chất, nhưng mà đáng quý nhất là nhóm hoạt chất HEAA. Thì ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn chứa tới 17 loại axit amin khác nhau, trong đó có một hoạt chất gọi là D-mannitol, rồi hoạt chất lipid hay nhiều nguyên tố vi lượng khác. Theo như tôi tìm hiểu, thì tôi thấy sản phẩm nấm trùng thảo Sứ Thăng Hoa của công ty Bảo Phúc VN có rất nhiều công dụng. Cái thứ nhất là ức chế sự phân hạch và trì hoãn sự lây lan của các tế bào ung thư. Thứ hai là hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến thận, rồi tiền liệt tuyến, phổi, rồi tim, huyết áp, rồi tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh tật của tuổi già. Ngoài ra còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Trong đông trùng hạ thảo còn hoạt chất rất là quý, đó là polysaccharide, đây là loại đa đường. Nó có tác dụng điều tiết miễn dịch, ức chế hoạt tính u biếu, bảo vệ gan, giảm mỡ máu, điều hòa huyết áp, hạ đường huyết. Để chọn được đông trùng hạ thảo thật và mang đủ giá trị dược tính, người tiêu dùng cần phải chọn nơi cung cấp uy tín. Hiện nay, người tiêu dùng có thể mua các dòng sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Phúc VN, nơi có đủ quy trình kỹ thuật nuôi trồng đáp ứng được giá trị dược tính của đông trùng hạ thảo. Tôi bây giờ năm nay là bước sang tuổi 80 rồi. Tôi uống đông trùng hạ thảo của công ty Bảo Phúc này thì thấy rất là tốt, huyết áp cao, rồi tiểu đường thì nó cũng giảm nhiều. Là nhức đầu gối, nghĩa là bây giờ nó không còn nhức nữa, mà bây giờ tôi đi lên đi xuống cầu thang là dễ dàng lắm. Giờ tôi đọc sách hay là coi báo là cái không phải năng kiến. Do phải làm việc bận rộn nên tôi không có thời gian để chế biến cũng như là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khác. Vì vậy mà tôi đã tìm hiểu trên Internet và đã biết đến sản phẩm trà túi lọc nấm trùng thảo của công ty Bảo Phúc VN. Sau một thời gian sử dụng thì tôi thấy sản phẩm trà túi lọc nấm trùng thảo vừa đảm bảo được công dụng mà đông trùng hạ thảo mang lại, vừa đồng thời cảm thấy tiện ích và tiết kiệm được thời gian sử dụng. Với mong muốn mang tới nguồn cung đông trùng hạ thảo đạt chất lượng tốt, công ty đã cho ra đời các dòng sản phẩm nấm trùng thảo sấy thăng hoa, nấm trùng thảo tươi, túi trà lọc nấm trùng thảo. Các sản phẩm tại Bảo Phúc VN được chọn lọc kỹ lưỡng những sợi nấm tốt nhất, chế biến theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo giữ nguyên dưỡng chất, hương vị tự nhiên cho từng sản phẩm. Sắp tới thì Bảo Phúc cũng có dự định là đưa đông trùng hạ thảo và mình phát triển trên các cái kênh thương mại điện tử, rồi phát triển các cái đại lý bán hàng để đưa sản phẩm tới cho người tiêu dùng. Hiện nay, việc sử dụng đông trùng hạ thảo được coi là một trong những phương pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, khách hàng cần tìm hiểu rõ nguồn gốc và cần tìm đến các địa chỉ, thương hiệu uy tín.